động. Nhưng cái cao một tí đi. Đấy, và khoảng 3 triệu thì anh đã mua lợn hết là 1.600.000, là 50.000 rồi. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin gửi một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới tất cả các bác anh chị đang theo dõi trên thức phim Bản Em. Và thưa các bác ạ, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của cô bé có gửi cho em Quân là 3 triệu đồng. Đấy, trước thì bà cũng có bảo là định đi mua dê cho Quân. Đấy, nhưng mà sau một quá trình thời gian thì khi mà bà đã xem những thức phim ở bên kênh Hoa Cải Vàng là thấy cái chuồng dê của nhà em Hưng Thuận đấy các bác không có được khỏe mạnh, cho nên là bà quyết định là bà sẽ không có mua dê nữa và bà sẽ chuyển sang là mua lợn. Hiện tại thì nhà của em Quân thì hầu không còn một con lợn nào nữa rồi các bác ạ, cho nên là cháu Lực quyết định là sẽ mua lợn cho em Quân. Và ở đây thì khi mà cháu Lực quyết định ấy, thì cũng được là bà bé thì bà đồng ý rồi thì cháu Lực mới dám đưa ra cái quyết định của bác nhé, chứ không phải là một mình cháu Lực mà đưa ra quyết định cả. Ở đây thì hầu như là những khoản tiền của các bác gửi cho thì đều được ý kiến của Mạnh Thường Quân đồng ý hết thì cháu Lực mới dám làm mà cái điều đấy. Và hiện tại thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là ra cái chỗ mà nhà chú mà bán lợn. Ở đây thì hầu như là bà con là đều bán lợn bản và rất là khỏe mạnh các bác ạ, chứ không phải là đi xuống cái chợ để mà mua đâu. Đây, ở đây thì nhà chú bán lợn thì là ở đây các bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi hỏi xem là chú còn bao nhiêu con lợn nữa để mà mua. Đấy, 3 triệu này thì xem là cân đối, xem là nếu mà mua được một con thì mua một con, còn nếu mà mua được hai con thì sẽ là mua hai con, còn là như là nếu mà không có mua được hai con ấy thì khoản tiền dư lại sẽ dùng để mua cám của bác ạ, dùng để mua cám cho Quân. Tại vì là thật sự ra nếu mà không có mua cám để mà nuôi ấy của bác thì lợn rất là còi, nó không có được lớn nhanh. Đấy, nhưng mà ở đây mình mua cám thì không phải là cho nó ăn cám hoàn toàn cả, mình sẽ dùng cám trộn với lại những cái lá rong này, những cái lá mà lợn ăn đấy. Ở nhà Quân thì hiện tại là không có con lợn nữa rồi cô bác ạ. Anh thời tiết hôm nay thì khá là nắng nóng. Thế nhau chú? Vâng, có nhà, chào cháu. Chào chú nhá. Chào. Nghe nói là nhà chú. Vâng, nghe nói là nhà chú bán lợn đúng không? Vâng. Hôm nay bí quá, Tết nơi rồi bán con để mua cái bánh chưng đấy. Vâng. Dỗ cháu đấy. Vâng, ở đây thì dạ cô bác ạ, chú thì cũng đã gặp mặt rồi và biết là nhà chú bán lợn rồi, cho nên là mới quyết định là sang nhà chú. Nhà chú thì lợn thì còn độ tầm bao nhiêu con chú? Tầm 2 con không? Tầm 2 con à? Vâng. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà bắt đi 2 con thì liệu có được không? Bắt con 1 rồi. Con 1 á? Vâng. Thế là hôm nay, đấy là bây giờ đang ở chùa là con 1 con này à? Còn 1 con thôi, còn 1 con dưới nhà thì chắc ngày mai ngày kia. Vâng. Vì hôm nay cũng bận đi ăn cố là không đi bắt được. Vâng. Cái giá cả thì chú bán thì như nào chú? Con lợn này giá cả lợn giống thì có bán theo cân thôi. Bán theo cân nhá. Vâng. Vâng. Được không? Ok. Như chú thì có biết là em Quân này không chú? Vâng, cũng có xem qua chú YouTube của cháu thì cũng xem qua cái hoàn cảnh của cháu Quân. Vâng. Vâng. Cháu mời chú nữa nhá. Vâng. Ngày hôm nay thì cháu có nhận được một khoản là 3 triệu thì đang bảo là sang là chú, nếu mà cân đối xem thì mua được tầm 2 con thì sẽ mua 2 con, còn không thì mua sẽ mua 1 con, số còn lại thì sẽ đều để mua cám hay là cám cò ấy để mua. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy thì bây giờ có con này nó 20 cân rồi. Đấy, nếu mà mua 2 con thì chắc nó chỉ được con nhỏ nữa thôi. Được con nhỏ à? Vâng. Đấy. 20 cân thì chú bán cân là bao tiền? 100.000 cân thôi, giống. 100.000 cân à? Vâng. Thế thì bây giờ chú cháu mình uống nước xong mà đi cho cháu đi xem lợn đi nhá. Rồi ok. Chú uống nước chú. Vâng, nước. Đây chú đây. Chè này ngon đấy chú nhá. Chè này mua đâu chú? Chè này mua Su Phì. À, chè này là mua ở huyện khác của bác ạ. Vâng. Rất là chè này cảm giác như là uống đúng cái vị như là vị mà chè của cháu Lực đang bán của bác uống nó. Màu của nó thì không được là màu xanh như kiểu là chè ở bên Thái Nguyên đâu. Đấy, chè trên này thì mực màu nó sẽ màu hơi vàng vàng một chút, nhưng mà uống vào ấy thì cảm giác là cái miệng của mình rất là ngọt, nó tuyến ra cái nó tiết ra khoảng tiếng nó bọt đấy. Lợn chú này để đâu chú? Dưới gầm sàn đấy ạ. Không sàn rồi. Vâng. Đi đường này chú. Đi đường này luôn.
Nhưng mà cháu này đang bảo muốn mua cái giống lợn nái để làm sao mà sau này nó sinh sôi để nở á. Đúng rồi, con này con mẹ nó đẻ 12 con đấy. Mẹ đẻ 12 con à? Vâng. Vâng, thế thì nhưng mà nếu mà bác về nó không uống nước hay là như nào thì chú có trách nhiệm. Vâng. Đấy bảo hành cho. Vâng. Nhìn trong cũng rất là khỏe mạnh ở đây thì ra tận chuồng để bắt luôn. Thế thì bây giờ có một con này thì chú bắt cho cháu một con trước đi nhỉ? Rồi ok. Để xem là cân xem là nó lên tổ tầm bao nhiêu cân rồi thì cháu sẽ xem là cái khoản tiền đấy còn mua được thêm không? 3 triệu. Rồi. 3 triệu thì làm sao mà cân đối để mua tầm 1-2 con, một con thì sợ rằng là nó như kiểu là nó không tranh nhau ăn thì nó đúng rồi, nó không đúng ăn rồi. Nhanh ấy. Một con thì nó ăn kiểu nó không có tranh nhau là nó ăn hơi đấy. Vâng, thế thì chú bắt cho con này đi chú. Rồi ok ok. Khoảng tầm 3 triệu thì làm sao mà cân đối của bác ạ? Thì mua được tầm độ 2 con thì nó sẽ hợp hơn. Đấy, hôm nọ thì bà cũng có nói với cháu Lực rằng là mua 2 con nhưng mà để mà dư lại xong là mua cá mấy cỏ ấy. Nhưng mà bây giờ chú bán theo cân thì không biết là xem là như nào. Mua nhỏ quá thì nó cũng khó lớn. Thế là mình phải mua cái dạng con mà nó đang trong quá trình mà đang phát triển, nó đang lớn lớn rồi, nó khỏe mạnh rồi. Quân thì nếu mà mua được 2 con lợn thì liệu có chăm được không? Có à? Thế như cái con lợn mà đất trước ở nhà là con lợn mà nuôi ghép với người ta à? Là đem người ta nuôi à? Nhưng mà là không, con đấy là nuôi không có con à? Cái không có con là mang đi giả cho người ta rồi à? Thế nuôi được bao lâu rồi con đấy? Con đấy cũng tầm được 2 năm rồi. Được 2 năm thế chưa con? Vâng. Thế nuôi chỉ là lớn thôi. Đấy, hôm nọ thì nhà Quân có nuôi một con lợn đấy các bác, nhưng mà cháu Lực cũng không có tìm hiểu là có phải là lợn của nhà Quân không. Cái lồng này thì để cháu mượn đi được không? Được, nhưng mà mỗi tội là đây bây giờ để cho lợn sở không vào được, con lợn to quá ấy. Vâng. Không là chú cho cháu mượn một cái lồng không à, để một tí nữa cháu quay lại giả chú được. Ừ, ok. Vâng. Chú cho cháu mượn cái lồng nào to to một chút. Được rồi. Cái lồng này nhỏ quá. Vâng. Nhà chú cũng làm bằng nhà sàn. Cái này là chắc là lá rồi nhà chú rồi chứ? Vâng, lá là chú rồi. Tức là đây là lá của nhà chú đâu các bác ạ, chứ không cần phải là nhà. Cũng được là các chú lại thêm những người tư vấn ấy, bảo là chú bán lợn giống thì là rất là chuẩn, cho nên là cháu được ra đây để mà mua luôn. Giá cả thì chú cũng ưu đãi cho, phải biết là Quân là có một cái hoàn cảnh là khó khăn ấy thì là ưu đãi cho. Thế là hôm nọ là ai mà mang đi giả con lợn đấy à Quân? Từ vào nhà em lấy. Từ vào nhà lấy à? Thế nhà nhưng mà nuôi trong 2 năm là không có một con nào? Không ạ. Con lấy giống về để nhưng mà không có con được. Cái giống về để không có con? Ờ. Thế là có mỗi bò đúng không? Vâng. Thế là hầu như là nhà Quân đấy các bác ạ thì đều đi lấy con vật của người ta về nuôi hết. Đấy, bây giờ thì sẽ mượn cái lồng của chú này để mang về không? Một tí nữa thì sẽ chịu trách nhiệm là mang đi giả. Này Quân cân nổi cái này rồi chú? Vâng. Thì trên vùng cao này nó chỉ dùng cân này thôi. Nhưng mà cái này là chắc là chú đi cũng đi nhiều nha, là cân cũng biết là cái lồng này bao nhiêu cân đúng không? Vâng. Đây ạ. Lồng này bao nhiêu cân chú? 7 cân. 7 cân. Lồng này 7 cân. Quân là sắm quần lên đi cùng chú bắt một chút. Hôm đó là thế là con mẹ này được một đàn hả chú? Một đàn 12 con, như ở nhà ngày kia thì có thời gian thì bắt hôm nay đi ăn cố rồi. Wow. Đi chui ra trong kia rồi ra. Mà lợn thì như con này thì mình nuôi tầm độ bao nhiêu lâu thì nó lại con này thì nếu mà bây giờ mình về chăm ấy thì nó kiểu nó tầm khoảng tháng 4 à? Tháng 4. Thế là bây giờ tháng 1 thì chỉ còn 3 tháng nữa thôi các bác ạ. Nhưng mà chăm tốt thì tầm 3 tháng là nó sẽ có con rồi. Và nhà chú thì cũng xài bằng cái cân này các bác. Cái cân này thì hầu như là cân này rất là chuẩn rồi. Cân này thì
à, vùng cao thì mới có, không biết là dưới xuôi các bác có chưa? Các bạn lấy cái đòn để đánh chú nhỉ? Có phải không? Nhưng mà cái này nó bị trắng trắng này là bị gì chú? Hả? À, cái này? Không, nó kiểu là mối đốt thôi. À. Hay là nó cọ vào cái đấy, xi măng đúng không? Xi măng kìa. Chắc là bây giờ đây rồi. Bên kia, bên này, bên má lại, má thấy lạ. Trừ đi lại 7 cân đúng không? Đúng rồi. Trừ đi 7 cân là còn 17 cân đúng không? 17 cân. Còn là 17 cân thì 1.700.000. 1.700.000 á? Nhưng mà 1.700.000 thì chú có bất bất được một chút nào không thì bất được chỗ nào không bất được nhá. Đấy. Không bất được à? Lần giống. Nhưng mà bất được cháu độ tầm 50.000 đi. Hả? Bất được cháu tầm 50.000 đi. Rồi ok. Ừ. Bắt đầu cháu tầm 50.000 đó. Rồi, ok. Thế này để cháu chuyển khoản cho chú nhá. Rồi, ok. Hôm nay thì thực sự ra có bác cũng không có cầm theo tiền mặt. Xong tí lấy lòng về giả nhá. Rồi, nào. Nhấc ra lên trên nhà đấy. Bục lên xe luôn, có cái xe con không Quân? Có. Có cái xe con đang bục luôn. Ngày độ tầm mà đến tháng 4 à? Tháng 4. Nhưng mà nó về mà không uống nước hay là không ăn thì... Đây này có bảo lãnh bảo hành luôn, không vấn đề gì cả. Đấy. Đấy mua lợn còn phải mình bảo hành mua lợn giống mà. Vâng. Không phải là mình mua đi thịt hay đi cúng đâu. Đấy là đảm bảo 100% cho. Đây bây giờ thì để buộc lên. Dựng chân trong dưới lên có được. Chú xuống nhấc lên đấy. Bây giờ nhà chú là ai mua lợn giống thì mấy đúng rồi. Chỉ yếu là lợn giống thôi. Con này là lần này là không có cám. Lần này không chăn cám luôn, không chăn cám luôn. Lần này giao lần lắm, giao cũng giao lần ở đây. 6 tháng, 5 6 tháng, 5 tháng rồi đấy, vì nhà không có thời gian không chăm được tốt mấy. Xong thì chú mới quyết định là bán à? Vâng, và đàn to nữa vừa rồi vừa xuất chuồng nữa, không có thời gian chăm đàn nhỏ. Vâng. Thế thì bây giờ Quân là đi trước anh nhá. À. Rồi, anh ở nhà anh gửi tiền cho chú đó. Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ gửi tiền cho chú và cùng em Quân là đi về nhà đó cô bác ạ. À. Cái vâng, quán đường thì cũng gọi là không có xa mấy, cũng khá là gần đâu. Vâng. Thôi mời cháu lên nhà nữa. Vâng. Nó đẹp hơn. Cô cây nào dài hơn thì lấy cây nào lấy mà. Cây nào dài hơn thì có vẻ là ok hơn đấy. Cái này thì ngắn quá, cái to to một tí. Không được. Khanh lợn đi về. Đỉa cái dài luôn. Không bên đây này. Đấy, bên này. Đấy.
chưa? Được. Ôi, nhìn nước, nhìn đường đi cu. Đau hết cả vai rồi. Đừng sốc quá nha, cây này không chịu nổi đấy, đừng sốc quá nha. Cây này nó chịu yếu không? Lôi đầu, quạt cháy. Đấy, theo như anh bán lợn bảo là độ tầm 3 tháng. Đến tháng 4 là bắt đầu nó có được con đấy, đừng lúc này ra, cuối đóng được đấy. Ở đây thì lợn được nhìn, nếu mà đi mượn đóng thì nhìn được không? Có à? Gái nó chuẩn bị đâu ấy? Đi cày đúng không? Thấy nó cầm ở cái bừa đấy. Cái đứa đó nhìn gì đấy? Đầu vai con này. Đầu vai con này. Con lợn nó đã 17 cân rồi, cộng thêm lại cái lòng sắt này nữa là 20 mấy cân. Lòng sắt này thì một tí nữa mình phải đem đi giả ấy. Đấy, nghỉ một chút nữa thì lại đi. Với lại cái cây này cũng thuộc dạng là dẻo quá, gáy nó chưa gáy, nó thuộc dạng dẻo quá. Đấy, ông như ở nhà Quân này để kéo nước đây cũng không bị mất nhỉ. Đấy, chỉ sợ rằng là có kẻ nào vì móc cái ống nhựa này đi một đoạn thôi. Thôi đi thôi, thì mình nghỉ ít thôi, đi về nhà thì còn bao nhiêu việc còn làm nữa. Khoảng một lợn này của bác này thì bà cô bé cô có gửi cho lực từ độ là 2 tháng về trước rồi. Đấy là định đi mua dê, làm chuồng dê xong mọi cái, nhưng mà xong lại cuối cùng thì khi mà bán cho nó được chiếc phim của nhà em Hưng Thuận ấy, thì thấy là nuôi dê thì nó sợ rằng là nó sẽ bị làm sao, cho nên là quyết định là mua lợn. Đấy, mua lợn như này thì lợn thì thực sự ra cô bác ạ, khi mà mình mà không rửa chuồng ấy, thì trong chuồng nó sẽ rất là bẩn, cho nên là mình phải làm mình phải rửa thường xuyên thì nó mới sạch được. Bỏ hết tay đấy. Đi nhá, đi nhá, để anh đi kia lấy cái cây mới đi. Cây này ấy quá. Rồi ra đây đi. Giờ kia là cái cây mới đi. Cây này nó mềm quá nên ra là nó. Không thì nếu mà xem mua được con này rồi thì phần khoản còn lại thì sẽ để mà mình mua cám. Đấy. Cây này nhớ thì bây giờ nó tha hồ. Lấy thì báo ở nhà không đấy? Không biết ạ. Không biết ạ. Ở đây lúc anh gọi cho em thì ở đúng không? Cái này là để làm gì ấy? Hả? Củi à? Cái này đi lấy về thôi đúng không? Đấy là lấy gì? Đây thả nó xuống đây.
nếu mà nó mà bị không khỏe mạnh như nào thì bảo nhá, thì mình còn đem đi đổ. Đây đây thì chú sẽ cho đổ thôi. Bây giờ thì lợn thì cũng có một con rồi, cũng đang nghĩ ra là nếu mà vừa rồi có hai con thì làm sao mà mình cân đối số tiền đấy được. Ui cẩn thận nhá, thả xuống đi, đây thả, thả bên này đi, nhấc nhấc bên này, nhấc nhấc cả lồng này bên này đấy, không phải tí nó nhổ ra là đuổi không được đấy. Đây thả đây ra, em đóng cửa này đóng như nào đây, em từ đây có bên này bên bên ngoài đấy. Đây á. Đây, em sửa lại cái này đi. Đây, cái này thì cũng sử dụng lại của nhà chú ở bên này các bác. Nhà chú bên này thì hai vợ chồng với con cái thì đi làm cho người ta hết rồi. Em thử đi có nhà có cám không? Có cám lợn không? Có, em thử lấy ra cho nó ăn một ít xem nào. Bà thì chắc ông với bà thì mỗi người đã đi làm một việc hết rồi, không ai ở nhà được có bác. Cái này đúng không? Bỏ xô à? Đấy, hôm nọ thì thưa cô bác ạ, ở đây thì cũng đã làm xong chuồng dê rồi. Đấy, nhưng mà xong tiếp tục lại không có mua thêm dê. Và cháu Đức cũng nói trên kênh luôn các bác, còn về cái khoản mua dê là 4 triệu đồng thì là của bác Thảo Đỗ bác ấy gửi, còn của em Quân ấy, thì hiện tại cháu Đức chưa có thể là mua dê được. Dê thì bây giờ cháu Đức đang vào mùa ấm ấm thôi, cháu Đức sẽ tìm tìm giống dê để mà mua dê cho Quân. Và dưới nhà của hai ông cụ mà hai ông bà cụ của bác này thì cũng có thêm một con nữa, thì tổng cộng lại cái số tiền mà cháu Đức đang cầm của bác Thảo Đỗ gửi tới để mua dê là 6 triệu đồng, nhà em Quân là 4 triệu, còn ở dưới nhà của em cũng là 2 triệu đấy bác nhé. Thế để tránh trường hợp mà tôi không có nhắc lên sợ là bác sẽ nghĩ là tôi được im luôn đấy, nhưng mà cũng phải tìm vào cái thời điểm mà nó thích hợp thì mình mới mua được. Đấy, bây giờ thì cho nó ăn đi. Đấy, bây giờ nó đang theo kiểu là hơi ngại ngùng và sợ sệt. Con lợn này thì cũng khá là to rồi đấy nhỉ. Nuôi được tầm anh là nuôi được tầm 3 tháng rồi là có con. Và bây giờ thì cho anh cho anh em đi vào nhà chút đi. Ông với bà thì chắc là đi lấy củi đâu hết rồi nhờ. Một cái bác củi là đang ở đây ở bên kia, bà mày hiểu đi xuống kia.
Như đi nhà, như là nhà ai làm gì ạ? Thằng bác ấy là nó. Không biết ạ, chứ là chị đi làm gì? À, là chị về đó. Chị làm về là về đó nè. À. Nhưng mà là chị bác ruột ở kia kia. À. Ừ, bác thắng không? Gần đồi chè. À, gần đồi chè dưới kia. À. À. Đấy, hôm vừa rồi thì ở chỗ Đức cùng đã cùng mà em Quân là đi mua lợn về đó bác. Hiện tại thì chỉ có mua được một con thôi. Và khoản của bà bé, của cô bé, của bà bé, bà gửi là 3 triệu đồng nhá, là để mua lợn. Khoản này thì anh cũng nói từ khá lâu rồi nhỉ. Đấy, nhưng mà lúc đầu thì định mua dê nhưng mà xong lại không mua dê. Đấy, còn về cái khoản mua dê thì chắc chắn là mấy nữa sẽ có sẽ có một khoản là mua dê sâu nhá. Cái khoản mua dê là 4 triệu đồng là của bác Thảo Đố nhá. Đấy, thế là lợn này là mang đi giả lâu rồi à? Vâng. Giả từ mấy hôm rồi, sao anh không biết nữa? Cũng tầm được tầm 3-4 hôm. Tầm 3-4 hôm à? Vâng. 3-4 hôm à. Thế thì bây giờ bảo bà là lại lúc nào lại đi lấy cho lợn nhá. Vâng. Bây giờ thì lợn thì cũng lại có rồi. Đấy, lợn thì cũng không phải là nuôi con người ta nữa. Vâng. Nuôi con của nhà mình rồi. Đấy, thời gian này thì bắt đầu vào trời thời tiết ấm áp rồi, cho nên là anh sẽ tiếp tục là mua thêm là những cái giống con vật mới cho em nuôi. Để làm sao mà giúp cho em sẽ có một cái khoản mà khi ở nhà có phần kinh tế cũng như là gọi là phát triển kinh tế nhá. Đấy, và cháu Lực cũng xin nói thêm một lần nữa các bác nhá, của bác Thảo Đố và bác gửi 4 triệu đồng là để mà mua dê, để mua dê. Và tổng tất cả bác Thảo Đố gửi cho Lực là 6 triệu, là mua nhà em Quân là 2 triệu, 4 triệu mua nhà của ông cụ, hai ông bà sống biệt lập là thêm là một con nữa là 2 triệu. Đấy, hiện tại cháu Lực chưa đi vào mua được con nào hết cô bác ạ. Cháu Lực cũng đã nói với lại bác Thảo Đố rồi. Đấy, và cũng rất là may là bác Thảo Đố cũng rất là tin tưởng cháu Lực, cho cháu Lực một cái khoảng thời gian mà rất là lâu rồi. Độ tầm cháu Lực nhận được tầm là hơn 2 tháng đây cô bác ạ, khá là lâu. Không phải là một thời gian ngắn nữa. Đấy, bác cũng thông cảm và hiểu cho cháu Lực rằng là cái thời tiết ở vùng cao mùa này nó đang như thế nào. Đấy, và cháu Lực cũng xin thay mặt là em Quân gửi một lời, trước tiên là gửi một lời cảm ơn tới cô bé, chúc cô bé thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn cô bé đã luôn luôn đồng hành cùng tất cả những hoàn cảnh mà cháu Lực đều đi chia sẻ thì đều có tên và bóng dáng của cô bé đồng hành cùng cháu Lực. Em gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con mua con lợn. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà. Đấy, và khoản 3 triệu thì anh đã mua lợn hết là 1.600.000, là 50.000 rồi. 1.650.000 rồi thì còn dư thì có thể là thêm mấy hôm nữa anh sẽ đi mua thêm nhá, mua thêm một con nhỏ hơn. Mua thêm một con nhỏ hơn để mà nuôi. Đấy, bây giờ thì còn là 1.350.000. Thì mấy nữa anh cân đối xem là mua được con lợn nhỏ nó không. Nếu mà không mua được con lợn nhỏ thì sẽ để đấy để mà mình mua cám nhá. Làm sao mà nuôi con này cho nó phát triển lên, là cũng sau này độ tầm 2-3 tháng thì có một đàn con rồi. Và cháu Lực cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin phải kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được
em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.